Với giá trị giải thưởng hấp dẫn, hình thức xổ số điện toán Vietlott đã ngày càng được nhiều người lựa chọn. Chính vì vậy mà thời gian qua, nhiều tỉnh thành đã đề nghị được triển khai hình thức xổ số điện toán trên tại địa phương. Thông tin vừa được đại diện Bộ Tài chính cho biết tại buổi hội thảo minh bạch thị trường vé số do báo Thanh Niên tổ chức hôm qua. Bộ Tài chính yêu cầu Vietlott đánh giá tiềm năng thị trường, cơ hội kinh doanh để trình cơ quan chủ quản xem xét. Hiện tại, hình thức xổ số điện toán của Vietlott được triển khai ở 12 tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, v.v. Tuy nhiên, do giá trị giải thưởng hấp dẫn, nhiều người đã mua vé từ những địa bàn đang triển khai đem bán tại những địa phương chưa có với chênh lệch 1.000 đến 2.000 đồng một vé. Và điều này không đúng quy định pháp luật. Về nguyên tắc, các cá nhân tổ chức thực hiện bán vé số Vietlott sai địa bàn, sai mệnh giá sẽ bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Tài chính, cơ quan chức năng cũng sẽ tùy tình huống để vận dụng quy định. Vietlott là công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính. Nhưng theo quy định hiện hành, lợi nhuận của các chi nhánh sau khi trừ các khoản đầu ra sẽ được chuyển vào ngân sách địa phương để phục vụ các mục tiêu nâng cao phát triển y tế, giáo dục và an sinh xã hội.